Em giới thiệu với anh em, giới thiệu qua vô luôn với anh em một gốc mai núi Bình Thuận, cây dạng khá hiếm anh em. Cây này đặt anh em nha, đặt tu luôn, mà da rất là đẹp luôn, cây da cực kỳ đẹp luôn. Một tí nữa em sẽ quay cái da cho anh em xem, cây này da rất là đẹp nha. Nó chi chốt anh em, đặt hết từ trên dưới chi chốt đóng rất đều, rất là nhỏ luôn anh em nha. Đó, thì cây này có thể là cao tầm 2 mét luôn anh em. Đó, bộ đế rất đẹp nha, bộ đế này cây này anh em, rễ nhỏ nhỏ không, mấy cái này là mình về trồng liền luôn anh em nha. Là mình không cần phải là ủ hay là gì đó, về mình trồng liền luôn. Đó, đây nè, cái mới rễ này nè anh em. Đây rễ của nó nè, đó. Còn nguyên dính cục đất đây nữa nè anh em. Đó. Cái này rễ nhỏ nhỏ không nè. Đó. Nói chung rễ là rất là nhiều. Cái này rễ rất là nhiều luôn. Chắc chắn nó đã sống. Cái này em bảo đảm là chắc chắn nó phải sống thôi. Đó. Rồi, để em tiến hành vào thông số luôn nha. Cây chúng ta có hành là 70 chuẩn anh em. Hành 70 chuẩn nha. 70 chuẩn nè. Đó anh em coi thấy thước nè. Đo thước là ok chuẩn nè. Thước ngang đàng hoàng. 70. Đó. Rồi, cây cao chúng ta là cao 1m9. 1m9 anh em nha. Cây cao là 1m9. Nó chi chốt rất là đều anh em. Chi chốt rất là đều nè. Đặt cây là đặt tu luôn. Cái da của nó anh em, da rất hay. Da nó da xù. Nó da xù nè, dòm cây rất là già anh em. Đó, da xù nè, cây dòm cây rất là già luôn nha. Mai núi mà tìm cây đặc mà một cốt gì rất là hiếm anh em nha. Đó, rất là ok luôn. Đó, chi chốt nè, nhỏ nhỏ không anh em. Nhỏ 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 không nè. Đó, rễ nè. Nè, qua đây. Không qua đây. Đi qua đây. Đi qua đây. Đó, đây rễ nè nè. Đó, cái rễ đó nè. Đó, một nó dắt lên đây là cái rễ nhỏ không nè anh em. Cây này không có đường nào sấy rồi. Cây này bảo đảm anh em không có đường sấy. Là lấy cây rất sạch sẽ, không cho dập gì hết luôn anh em. Đó. Sạch sẽ luôn nè, rễ nè. Nó còn một bề đất đây nè anh em, để cám nè. Anh em có để thấy để cám nè. Một bề đất đây nè, để cám đây nữa nè. Thì cái này á anh em về trồng liền luôn. Nó da cây nè anh em, da cây u nặng à. Rất là hay, cây rất đẹp. Đó. Rồi, anh em nào có yêu mến cái này, hãy điện thoại trực tiếp em qua số điện thoại là 0948 016 160. Rồi cách trồng như thế nào, em sẽ hướng dẫn anh em luôn. Em chắc chắn là anh em đã biết rồi. Nhưng mà hãy liên hệ với em là người bán, em cũng là người chịu trách nhiệm. Đó, anh em cứ liên hệ với em sẽ hướng dẫn cho anh em tận tình. Rồi, em xin chân thành cảm ơn cả nhà mình nha. Em xin xuống clip tại đây.